Giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm chủ tịch quốc hội. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an được giới thiệu để Quốc hội bầu làm chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được giới thiệu để bầu làm chủ tịch Quốc hội. Theo Văn phòng Trung ương Đảng, 10 giờ sáng ngày 18 tháng 5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt, tham dự có ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương, tránh văn phòng Trung ương Đảng. Sau phiên bế mạc hội nghị Trung ương 9 sáng ngày 18 tháng 5, các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới. Theo kết luận của hội nghị Trung ương 9 đã đề ra, đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm 2024, bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm các lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh bên cạnh những thời cơ và thuận lợi chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng toàn dân và toàn quân mà trước hết là trong ban chấp hành trung ương đảng lãnh đạo chủ chốt bộ chính trị ban bí thư phải thật sự đoan kết, thực sự gương mẫu, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp chung. Cụ thể, cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm 2024 của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, khẩn trương tiếp thu ý kiến lãnh đạo của Trung ương, sớm hoàn chỉnh đề cường chi tiết, xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội 14 của Đảng để trình hội nghị Trung ương 10, khẩn trương ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở cấp ủy, tổ chức Đảng, đảm bảo chặt chẽ, sát thực, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng, ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Ông Tô Lâm sinh năm 1957, 67 tuổi quê huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, trình độ giáo sư tiến sĩ, ông Tô Lâm là ủy viên bộ chính trị khóa 12, 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, đại tướng, bộ trưởng Bộ Công an, phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Tô Lâm là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Sự nghiệp của ông Tô Lâm gắn liền với ngành công an. Từ năm 1979 Ông Tô Lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như Phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng cục bảo vệ chính trị 1, phó cục trưởng cục bảo vệ chính trị 1, rồi cục trưởng cục bảo vệ chính trị 3, phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh, rồi phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục an ninh 1, tổng cục trưởng tổng cục an ninh 1. Từ năm 2010, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an. Tại đại hội khóa 11 của Đảng năm 2011, Ông Tô Lâm được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa 11. Tới tháng 9 năm 2014, ông Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm thượng tướng. Tại Đại hội 12 của Đảng năm 2016, ông Tô Lâm được bầu vào Ban chấp hành Trung ương rồi Bộ Chính trị khóa 12, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2019, ông Tô Lâm được phong quân hàm đại tướng. Tại đại hội 13, ông Tô Lâm tiếp tục được bầu vào ban chấp hành trung ương Đảng bộ chính trị khóa 13, tiếp tục giữ chức bộ trưởng công an. Ông Tô Lâm cũng là đại biểu quốc hội khóa 15. Ông Trần Thanh Mẫn, 62 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ông Mẫn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15. Ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm hoạt động công tác đoàn tại Hậu Giang, Cần Thơ. Từ tháng 7 năm 1994, ông Trần Thanh Mẫn làm tránh văn phòng, sau đó là phó chủ tịch, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Trần Thanh Mẫn cũng có hơn 4 năm làm bí thư Thành ủy Cần Thơ, trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 4 năm 2021, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 14 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Đến tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.